Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Đầu xuân năm mới, cho tôi gửi lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số tuyệt chiêu giành chiến thắng trong vài nốt nhạc. Như chúng ta đã biết, khi chơi cờ vua, việc phớt lờ những nguyên tắc khai cuộc, không kiểm soát trung tâm, ham ăn quân đối phương, chậm phát triển quân là những sai lầm cơ bản khiến người chơi cờ vua phải trả giá vì dính bẫy của đối phương trong khai cuộc. Chúng ta hãy cùng xem một ván cờ sau. Ở trong ván cờ này thì trắng đã khởi đầu bằng nước tốt E4 nên đáp trả bằng nước tốt E5. Trắng nhảy mã lên F3 tấn công tốt E5 và kiểm soát trung tâm ngay từ đầu khai cuộc. Đen cũng đưa mã lên C6 bảo vệ tốt. Trắng triển khai tượng lên C4, đen cũng đưa tượng lên C5, sử dụng hệ thống phòng ngự Italia kinh điển để chống lại. Với việc cùng nhau đưa tượng lên các vị trí C4, C5, hai bên tỏ ra ý thức rõ tầm quan trọng của trung tâm khi tranh giành quyết liệt quyền kiểm soát khu vực này. Về phần trắng, để phá vỡ thế đối xứng khi đối thủ bắt chước y hệt những nước đi của mình, trắng tiến tốt C3, chuẩn bị kế hoạch dâng tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Đen nhanh chóng triển khai mã lên F6, phản kích vào tốt E4. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt lên D4, chính thức phát động chiến dịch phản công ở trung tâm. Đen đổi tốt sang D4, trắng ăn tốt lên D4, tạo thành cặp tốt hùng mạnh E4, D4. Tiếp tục tấn công tượng C5. Ở đây theo chúng tôi thì đen nên chạy tượng lên B4, lợi tem, chiếu, buộc trắng phải phòng thủ. Trắng lên tượng D2 thì đen sẽ đổi tượng vào D2. Trắng ăn mã lên D2 thì đen sẽ đẩy tốt D5. Trắng đổi tốt sang D5 thì đen sẽ ăn mã lên D5. Trắng nhập thành thì đen cũng sẽ nhập thành và thế trận sẽ tương đối là cân bằng. Tuy nhiên đen đã chơi tương đối bị động khi chạy tượng về B6. Về phần trắng, sau khi đã kiểm soát được trung tâm, trắng lập tức tràn tốt sang xâm chiếm ô D5, tấn công mã C6. Để mất trung tâm quá sớm, đen lúng túng chạy mã về E7. Không để cho đen kịp tổ chức thế trận phòng ngự, trắng đẩy tốt E5, tiến quân tốt thứ hai sang trận địa của đen, bồi thêm đòn tấn công thứ hai. Bị tấn công dồn dập, đen liều lĩnh phi mã lên E4, phối hợp cùng tượng tấn công vào điểm yếu F2 của trắng. Đen cho rằng trắng sẽ phải đưa quân bảo vệ tốt F2 và đen sẽ kịp thời tổ chức phản công giành lại trung tâm. Nhưng không, trắng mạnh mẽ tiến tốt xuống D6, tấn công thẳng vào trận địa của đen và khóa chặt các quân bên cánh hậu. Đen ăn tốt lên D6, trắng ăn tốt vào D6. Theo chúng tôi thì ở đây đen lên tượng A5 chiếu. Trắng nhảy mã lên C3 che thì đen sẽ ăn mã vào C3. Trắng ăn tốt lên C3 thì đen sẽ ăn tượng vào C3 chiếu. Trắng lên tượng D2 thì đen sẽ ăn xe ở A1. Trắng ăn hậu sang A1 thì đen sẽ nhập thành. Trắng ăn mã E7 thì đen sẽ ăn hậu lên E7 chiếu. Trắng lên tượng E3 che thì đen sẽ lên hậu B4 chiếu. Trắng lùi mã về D2 thì đen sẽ đẩy tốt D5 và thế cờ sẽ tương đối phức tạp khi đen kịp thời triển khai các quân cánh hậu ra tham chiến. Tuy nhiên trong ván cờ thì đen đã liều lĩnh ăn mã vào tốt F2, tung đòn tấn công đôi, hậu và xe và chắc mẩm là lần này sẽ ăn được quân. Ngờ đâu đây chỉ là một cái bẫy mà trắng đã tính toán kỹ lưỡng. Không chậm trễ, trắng chạy hậu lên B3. Tưởng ngon, đen nhanh chóng ăn xe ở H1. Trắng lập tức ăn tượng vào F7 chiếu. Đen buộc phải chạy vua sang F8 để lánh nạn. Chưa hết, trắng lạnh lùng phi tượng lên G5, bồi thêm đòn rằng và quân mã ở E7. Đến đây thì đen buộc phải đầu hàng vì không thể giải cứu cho quân hậu khi trắng đe dọa ăn tốt vào E7 chiếu hết. Như vậy, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của trung tâm trong khai cuộc. Trắng nhờ chiếm được trung tâm nên đã nhanh chóng tổ chức các đợt tấn công
nhắm thẳng vào vua khiến đen không thể chống đỡ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ván cờ thứ hai, một tuyệt chiêu tấn công khi đối phương chậm đưa quân vào trận. Ở ván cờ này thì trắng cũng khởi đầu ván cờ bằng nước tốt e4, đen cũng đáp trả bằng nước tốt e5. Trắng nhảy mã lên f3, đen lên mã c6, trắng phi tượng lên b5 sử dụng phòng thủ Tây Ban Nha, một khai cuộc rất được yêu thích trong cờ vua hiện đại. Thông thường thì trong khai cuộc Tây Ban Nha thì đen sẽ lên tốt a6 đuổi tượng trắng nhằm xác định vị trí của quân tượng này. Tuy nhiên ở trong trận này thì đen đã triển khai mã lên f6, sử dụng hệ thống phòng ngự bức tường Berlin rất vững chắc để đối phó lại. Trắng nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn ở trung tâm. Đen ăn mã và e4, trắng đẩy tốt d4, gạ đuổi tốt nhằm mở cột e cho xe qua tấn công. Nếu đen ăn tốt sang d4 thì trắng sẽ qua xe e1. Đen đẩy tốt e5 bảo vệ mã thì trắng sẽ ăn mã lên d4. Đen ăn mã lên d4 thì trắng sẽ ăn hậu lên d4 và trắng sẽ có một thế trận tấn công tương đối tốt. Do đó đen chủ động chạy mã về d6, tận dụng việc lượt tem để đuổi tượng b5. Nếu chạy tượng bây giờ thì sẽ làm chậm nhịp độ tấn công, nên trắng nhanh chóng đổi tượng vào mã c6. Đen ăn tốt b lên c6, trắng ăn tốt qua e5 tấn công mã. Đen chạy mã về b7, một nước đi đã đẩy đen vào thế bị động hoàn toàn. Sau 7 nước đi đầu tiên thì đen đã sử dụng đến 4 nước đi dành cho quân mã, mà cuối cùng quân mã này lại chạy về một vị trí rất xấu ở cạnh bàn cờ. Trong khi đó thì toàn bộ các quân khác của đen vẫn nằm yên ở vị trí xuất phát. Rõ ràng việc ham ăn tốt sớm đã khiến đen phải trả giá vì triển khai quân quá chậm. Trắng lập tức đưa mã lên D4, chiếm lĩnh cứ điểm D4 nhằm đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Đen lên tượng E7, cố gắng đưa các quân vào trận nhanh nhất có thể. Nước đi này lại tạo ra điểm yếu ở G7 và trắng lập tức nhảy mã về F5 tấn công. Nếu bây giờ nhập thành để vua bảo vệ tốt thì vua đen sẽ rơi vào trận địa tấn công của trắng. Đen lúng cuống lùi tượng về F8 bảo vệ. Nước đi sai lầm này khiến đen lại mất tới 2 nước di chuyển quân tượng mà không đem lại kết quả gì. Trắng điều động quân xe qua E1, rình rập trên cột E. Đen lên tốt G6 đuổi mã. Đen cho rằng sau khi đuổi được mã trắng chạy về thì đen sẽ phi ăn kép tượng đi G7 và sau đó sẽ nhập thành an toàn. Tuy nhiên đen đã không thể ngờ được rằng trắng đã nhảy mã vào D6 chiếu, thí mã tung đòn hiểm nhằm vào vua đen. Ở đây trong trường hợp mà đen ăn tốt lên D6 thì trắng sẽ ăn tốt xuống D6 chiếu. Đen lên tượng E7 che thì trắng sẽ ăn xe vào E7 chiếu và đen sẽ không thể chống đỡ cả seri đòn tấn công nhằm vào vua của mình. Do đó đen buộc phải ăn tượng vào D6 để mở đường cho vua chạy trốn. Đã mai phục sẵn con xe ở E1 nên trắng ung dung ăn tốt vào D6 chiếu. Đen chạy vua sang F8. Trắng tiếp tục phi tượng xuống H6, bồi thêm đòn chiếu thứ hai. Không còn đường nào khác, đen buộc phải chạy vua sang G8. Trắng nhanh chóng đưa hậu lên D4, đe dọa tiến vào G7 chiếu hết. Đen tuyệt vọng đẩy tốt F6, bịt đường chéo nguy hiểm này lại. Tuy nhiên, bịt đường này thì lại hở đường khác. Không chậm trễ, trắng qua hậu C4 chiếu hết. Ngoài việc phải chiếm lĩnh trung tâm thì việc phản công quá sớm khi mà các quân chưa kịp triển khai và ham quân đối phương sẽ dẫn đến một hậu quả nặng nề. Chúng ta hãy cùng xem tiếp một ván cờ sau đây. Trắng khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4, đen trả lời bằng nước tốt E5. Trắng triển khai mã lên F3, tấn công tốt E5 và kiểm soát trung tâm. Ở hai ván cờ trước thì chúng ta thấy đen đã nhảy mã lên C6. Trong ván cờ này thì đen đổi bài, đưa mã lên F6, sử dụng phòng thủ Alekhine để chống lại lối chơi khai cuộc thoáng. Trắng ăn mã vào E5.
Ở đây mà đen bắt trước ăn lại tốt e4 thì sẽ bị trắng đưa hậu lên e2. Đen lên hậu e7 thì trắng sẽ ăn mã e4. Tuy nhiên ở đây đen đã lựa chọn phương án nhảy mã lên c6, chấp nhận hy sinh quân tốt không ăn lại để đổi lấy quân mã xịn sò của trắng ở trung tâm. Nếu chạy mã thì sẽ mất lại quân tốt e4 nên cực chẳng đã. Trắng phải ăn mã vào c6. Đen ăn tốt lên c6. Trắng đẩy tốt lên d3 bảo vệ tốt e4. Đen triển khai tượng lên c5 chuẩn bị nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn. Ở đây trắng đã mắc sai lầm khi vội vã đưa tượng lên g5, tung đòn giằng mà không nhìn thấy nguy hiểm đang rình rập mình. Đen đã hy sinh tốt nên đã triển khai quân ra trận nhanh hơn trắng một nhịp. Và ngay lập tức đen tung đòn phản công ăn mã và e4. Thí hậu mời trắng xơi. Trường hợp mã trắng ăn e4 thì đen sẽ ăn tượng và f2 chiếu. Trắng chạy vua lên e2 thì đen sẽ phi tượng lên g4 chiếu. Trắng ăn vua sang f2 thì đen sẽ ăn hậu vào d1 và trắng sẽ không có cửa bật ngược vì mất hậu, trong khi vua lại đang lông nhông ở giữa bàn cờ rất là nguy hiểm. Do đó trắng tiên hạ thủ vi cường nên đã xử lý quân hậu của đen trước. Chỉ chờ có thế, đen lập tức ăn tượng vào f2 chiếu. Trắng buộc phải chạy vua lên e2. Đen nhanh chóng đưa tượng lên g4 chiếu hết trắng ở giữa bàn cờ. Nếu thấy ván cờ này hay, các bạn hãy để lại một like để động viên Ad. Và nếu ai đang tìm kiếm tài liệu học cờ vua để nâng cao trình độ thì có thể truy cập vào website cờthongminh.com hoặc vào theo đường link giới thiệu ở bên dưới video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.